Dạ, con xin mời tất cả các vị trụ trì đứng lên để đại diện mình ăn.
Dạ con xin mời tất cả đại chúng đứng lên để tất bật chúc thọ cho sư ông. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành tác bạch. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán năm Ất Dậu. Chúng con hàng đệ tử xuất gia và tại gia từ nhiều quốc gia khác nhau thuộc tăng thân quốc tế Làng Mai và chư tăng chư ni và chư tăng đạo tràng chùa Pháp Vân, chùa Vạn Phước, Sài Gòn và chư tăng chư ni chùa Từ Đức, tu viện Bát Nhã, chùa Bồ Đề, chùa Hiếu Nghiêm và một số chùa khác, đồng quỳ dưới chân thầy với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu xa, xin dâng lên thầy lời chúc thọ đầu năm. Bạch thầy, 40 cái Tết ở xứ người, hôm nay duyên lành đã đến. Thầy được trở về lại Việt Nam trong dịp Tết Ất Dậu, nơi thiền đường chùa Pháp Vân mà trước đây là một ngôi chùa lá thông thương đầy kỷ niệm do thầy sáng lập. Chúng con vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Đặc biệt hơn nữa là năm nay thầy đã tròn 80 tuổi. Mặc dầu tuổi thầy đã cao, nhưng tâm hồn thầy vẫn luôn tươi trẻ, đầy nhiệt huyết, thương yêu và hết lòng quan tâm đến các hệ tương lai của chúng con. Bạch thầy, chúng con tuy sinh ra từ nhiều vùng văn hóa khác nhau, từ những truyền thống tâm linh khác nhau, lớn lên trong các môi trường nuôi dạy khác nhau của đời sống, nhưng cùng được sinh lại trong pháp môn tu học của Làng Mai, được thầy hết lòng thương yêu dạy dỗ và chăm sóc cho từng hơi thở và từng bước đi. Nếu ở thế gian, chúng con đã được một bà mẹ sinh và nuôi lớn hình hài năm uẩn này, thì trong đạo thầy là người mẹ sinh và nuôi lớn pháp thân tuệ mạng của chúng con. Nếu ơn sinh dưỡng ở đời nặng như núi và rộng như biển, thì ơn sinh dưỡng trong đạo dù có trải thân hầu thầy nhiều kiếp vẫn không đền đáp được. Thầy đã vì sự trường tồn của mạng mạch đạo pháp, vì hạnh phúc của nhân loại, vì sự nghiệp cao cả của chúng con mà hiện thân nơi cõi ta bà, trải qua bao nhiêu nỗi khó khăn gian lao thử thách với năm tháng mà hoằng pháp lời sanh. Thầy đã tận tâm tận lực tiền trao không ít hơn cả đời thầy cho chúng con, hầu mong sao cho chúng con có một cuộc sống an lạc hạnh phúc và cùng đi với nhau như một dòng sông. Có như vậy thì ngọn đèn chánh pháp mới được lưu truyền mãi mãi trên thế gian. Chúng con như những con chim nhỏ được che mát bởi bóng Bồ Đề Đại Thọ,
được tắm mình trong nguồn suối yêu thương, được tỏa chiếu bởi ánh sáng trí tuệ và được thơm lây bởi những mùi hương đạo hạnh của Thầy. Thầy đã thay Đức Từ Tôn dạy dỗ chúng con biết thở, biết cười, biết hiểu, biết thương và biết tha thứ trong chánh niệm. Thầy không chỉ dựng dạy niềm tin và khơi nguồn hạnh phúc cho chúng con, mà còn tặng cho cuộc đời, cho mọi người một hướng đi sáng đẹp và lành mạnh như tự thân đời sống Thầy từng thể hiện. Những lời giảng dạy êm đềm từ hòa của Thầy ban cho chúng con là những dòng sữa ngọt ngào, dịu dùng rót vào tâm tư chúng con. Thầy đã khai tâm mở trí và soi sáng hướng đi cho chúng con trên bước đường tu hành giải thoát. Ơn Đức Thầy thật sâu dày vô lượng. Chúng con thật không biết nói lời gì để có thể tỏ lộ được hết lòng biết ơn thầm kín của chúng con đối với công lao giáo dưỡng của Thầy. Kính bạch Thầy, chúng con biết tự tánh của Thầy là bất sinh bất diệt, luôn mãi có mặt trong đời. Vậy mà mỗi một năm đi qua, chúng con vẫn thấy mất đi một năm sống có Thầy. Nhưng sao vẫn không giữ được chánh niệm, không biết trân quý điều kiện hạnh phúc mình đang có? Niềm mong mỏi của Thầy là được thấy chúng con trưởng thành, sống thật hài hòa, an vui với nhau, thật sự thương yêu nhau như anh chị em ruột thịt một nhà. Nhưng sao chúng con vẫn còn non dài, hay để cho những tâm hành nhỏ nhen buồn phiền, giận hờn phát khởi và sống sao lãng dễ vui với ngày tháng, lại gây nên lắm điều cực nhọc cho Thầy bằng tâm dạy dỗ. Một năm đi qua, nhìn lại biết bao điều vụng về thương tổn mà chúng con đã lầm lỡ gây nên. Trước thềm năm mới, trong niềm vui đàn tụ đón xuân, chúng con đồng thành tâm đảnh lễ xin sám hối với Thầy về những lỗi lầm vụng dại của chúng con trong năm qua. Và xin nguyện nỗ lực thực tập giỏi hơn nữa, nguyện một lần noi gương hạnh nguyện trong sáng của Thầy để có thể chăm sóc, nâng đỡ, đùm bọc và thương yêu nhau, làm chất liệu chuyển hóa những tập khí tiêu cực còn trong lòng của chúng con để sống có an lạc và hạnh phúc, làm nơi nương tựa cho chính bản thân và cho những người cần đến. Được vậy, mới không có phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy, mới thật sự xứng đáng là những người con hiếu thảo dễ thương của Thầy, làm món quà quý giá hơn cả để dâng tặng lên Thầy đầu năm. Kính bạch Thầy, giờ này nơi pháp đường trang nghiêm, chúng con thành tâm kính lễ mười phương tam bảo, kính lễ Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, kính lễ các vị tổ sư qua các thời đại, luôn bảo hộ Thầy có nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời, mãi là dòng suối từ nuôi dưỡng, là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và cho muôn loài. Với chức quà mọn và tấm lòng chân thành hiếu thảo của chúng con kính dâng lên Thầy trong dịp năm mới. Ngưỡng bóng Thầy thương xót quan hệ chứng minh cho chúng con. Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Mời các vị thống đức ngồi xuống để nghe tâm tác bằng tiếng Anh. Kính bạch sư ông, kính bạch quý tôn đức, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con xin phép dịch ra tiếng Anh sơ sơ lời nguyện và chúc thọ sư ông chúng con. Today is the first day of the year of the rooster. We, your spiritual children, belonging to the International Sangha body of Plum Village,
as well as monks and nuns from the Pháp Vân, Vạn Phước, Bồ Đề, Vinh Nghiêm, and other temples are here to wish Thầy long life. Yet Thầy loves us all equally. We promise to love each other as Thầy loves us. At every moment, Thầy does no less than transmit Thầy to us. We promise to open ourselves to receive that transmission. Our gratitude to our parents who have given us this body is great, like the mountain and the ocean. But our gratitude to the teachers who give us birth in the spiritual life cannot be measured. Thầy is the great Bodhi tree, giving shelter to us small birds. We bathe in the fresh stream of Thầy's understanding and love. We know that the true nature of Thầy is unborn and undying, and we want to practice in that spirit at every moment to be able to touch eternity. For all our mistakes and failures in loving and understanding ourselves and others, for the unskillfulness that comes from forgetfulness, we wholeheartedly express regret at this new year and begin anew. At this solemn moment, we sincerely bow our heads with respect to the three jewels in the 10 directions and all our spiritual ancestors. Please grant the Thầy good health, a long life on this planet Earth, as the Bodhi tree that shelters all species. These flowers and fruits, and much more, our sincerity and loyalty, our determination to love and care for each other. We ask Thầy to be compassionate to us and to receive. Kính thưa các vị tôn đức, kính thưa các vị Phật tử. Xin quý vị ngồi xuống để nghe cho thoải mái. Thầy rất là cảm động khi nghe lời chúc Tết của chư vị trong tăng thân. Thầy đã từng nói rằng cái hạnh phúc lớn nhất của Thầy là có cơ hội trao truyền những cái gì hay nhất, đẹp nhất và tinh khiết nhất mỗi ngày cho các hàng đệ tử xuất gia cũng như là tại gia. Và nhờ chư Tổ gia hộ, chư Bồ Tát yểm trợ, cái công việc trao truyền đó được xảy ra hàng ngày bằng lời nói, bằng tư tưởng và bằng việc làm. Khi mà chúng ta có cái cơ duyên có thể chế tác cái năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của hạnh phúc mà chúng ta trao truyền lại được cho những thế hệ tương lai, thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được. Đức Thế Tôn ngày xưa đã có rất nhiều hạnh phúc, tại vì Ngài đã trao truyền lại cho đời của Ngài và những đời sau tất cả những gì quý hóa mà Ngài đã chế tác được. Ngày hôm nay, ngày Tết Nguyên Đán, chúng ta hãy cùng nhau quán chiếu một chút để thấy được rằng
Cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc mà chúng ta, tất cả mọi người đều có thể có được trong đời sống hàng ngày. Mình là thầy, mình là sư anh, mình là sư chị, mình là sư em, mình là Phật tử đã thọ giới lâu rồi, hay là mình chỉ là Phật tử mới thọ giới được 3-4 tháng. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể thực tập cái điều đó, nghĩa là chế tác ra những năng lượng lành và trao truyền lại cho con em của chúng ta. Khi mà thầy nhìn quý vị đệ tử xuất gia và tại gia thì thầy thấy rằng thầy có mặt ở trong quý vị. Và thầy thấy rất rõ là quý vị đang mang thầy đi về tương lai và thầy rất là yên lòng. Cái hạnh phúc lớn của thầy là thấy được quý vị có thể tiếp nối được cái sự nghiệp của chư Bụt và chư Tổ. Quý vị đã có khả năng thực tập và chuyển hóa những cái phiền não, những cái khó khăn trong tâm. Quý vị đã trao truyền những cái phương pháp thực tập đó cho các sư em của quý vị, các vị Phật tử và những người mới tu. Và khi mà quan sát quý vị, những vị đệ tử xuất gia hay là những vị đệ tử tại gia, thì thầy cũng thấy được sự có mặt của thầy ở nơi quý vị. Và thầy thấy rất rõ là quý vị đang mang thầy đi về tương lai. Và thầy thấy rằng thầy sẽ không bao giờ chết. Thì cái thân thể này chẳng qua chỉ là một phần bé nhỏ của thầy thôi. Nhìn vào thân thể này, quý vị có thể thấy rằng thầy 80 tuổi. Nhưng mà nhìn vào những sư cô, sư chú 15, 20, 25 tuổi thì quý vị có thể thấy thầy cũng đang 16, 25, 30 tuổi. Và vì vậy cho nên hãy tập nhìn thầy bằng cái con mắt vô tướng và thấy rằng thầy rộng lớn hơn nhiều, đi xa hơn rất là nhiều. Và cái hình hài 80 tuổi chẳng qua chỉ là một cái phần rất là nhỏ bé của thầy thôi. Và ngày mai khi mà cái hình hài này nó tàn hoại thì quý vị có thể mỉm cười được, thấy rõ ràng là thầy mình đang có ở trong mình và mình đang mang thầy mình đi vào trong tương lai. Đó là cái điều mà thầy thấy rất rõ về sư ông. Tại sư ông của quý vị là Hòa Thượng Thanh Quý, thầy không có thấy thiếu sư ông gì hết, tại vì thầy biết rằng trong cái ngày nào, trong giờ phút nào thầy cũng mang sư ông ở trong trái tim và đi. Và thầy cũng đã trao truyền sư ông cho tất cả quý vị. Vì vậy cho nên thầy không có thấy sư ông đã tịch, mà trái lại thầy thấy sư ông rất là trẻ, rất là trẻ và rất là nhiều năng lượng. Và vì vậy cho nên thầy có khả năng thương sư em chi mẫu của thầy, sư ông chị em chi thắng của thầy. Và cái tình thương đó là cũng là cái tình thương của sư ông. Và tất cả những đệ tử của sư em chi thắng hay là chi mẫu đều là sự tiếp nối của thầy, cũng giống hệt như là quý vị có mặt ở đây. Dù quý vị là những vị đệ tử xuất gia hay là tại gia, chúng ta tiếp nối Đức Thế Tôn, chúng ta tiếp nối nhau và chúng ta luôn luôn mang tất cả các vị tổ sư, các vị Bồ Tát đi trong trái tim để đi về tương lai. Đó là cái tính bất sinh bất diệt của Bụt và của các vị Bồ Tát. Thầy quán chiếu như vậy, khi mỗi khi thầy nhìn một người đệ tử xuất gia hay thầy nhìn một người đệ tử tại gia, thầy thấy thầy được tiếp nối bởi quý vị. Và vì vậy cho nên thầy không còn sợ hãi cái chuyện tan rã của cái hình hài này nữa. Và quý vị chắc cũng phải thực tập như vậy. Mỗi khi nhìn thầy thì thấy rằng thầy không phải chỉ ở trong cái xác thân 80 năm đó, còn ở trong mình. Và mình, trái tim của mình rất trẻ và thầy cũng đang rất là trẻ trong trái tim của mình. Điều đó là điều thầy muốn nhắc lại để quý vị quán chiếu trong mỗi ngày. Và như vậy chúng ta đạt tới cái thấy rất là màu nhiệm của vô sinh bất diệt. Đó là cái hoa trái đẹp nhất mà người tu có thể gặt hái. Dear brothers and sisters, on this New Year Day, I would like to remind you that if you know how to look with the eyes of signlessness, you see that Thầy is not 80 years old, but Thầy is very young in you, in every disciple of Thầy, whether he or she is a monastic or a lay person. And Thầy see very well that he is alive in every one of you, and you are bringing Thầy, and you all carry Thầy to the future. That is why Thầy can touch his nature of immortality, his nature of no birth and no death.
And when you look at the thay of the body 80-year-old, you see that this is a very tiny part of thay. Thay is much younger, and thay is fully present in every one of us. And this is the kind of insight that is worth getting, because that is the kind of insight that can liberate us from fear and despair. And every one of us should practice in order to get that kind of insight, to see our true nature as the nature of no birth and no death. Ngày hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc. Chúng ta được ngồi chung dưới mái chùa Pháp Vân. Và hôm qua chúng ta đã đọc thơ, chúng ta đã dâng lời cầu nguyện đến tổ tiên, và hôm nay chúng ta được ngồi đây thầy trò với nhau. Đó là một cái món quà rất lớn của chư tổ đã ban cho tất cả chúng ta. I'm very happy to be sitting with all of you today. This is a great gift that has been made by all the patriarchs, and we are very grateful to all of them. Ngày Tết Nguyên Đán năm Ất Dậu, thầy xin cầu ơn trên Tam Bảo gia hộ cho tất cả các thầy, các sư cô, các Phật tử, cư sĩ, người nào cũng có thân thể tráng kiện, người nào cũng gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp của sự thực tập của mình, để gây hạnh phúc cho tăng thân và để gây hạnh phúc cho tất cả thế gian đang trông chờ nơi sự thực tập của chúng ta. On this day, I wish all of you a healthy body and getting beautiful fruit and flowers from your practice, so that we can nourish our Sangha and we can become the refuge of so many people in the world. Trên thầy đã từ bi chỉ dạy, chúng con xin vâng lời để thực hành và xin thành tâm đảnh lễ cúng dường. Monks, novices, or bhikshus. Some of us are of an age to be your son, your younger brother, your elder brother, or your father. Nevertheless, in each of us, there is a figure of the realized Bodhisattva Samantabhadra. Because we are the disciples and the continuation of Samantabhadra, we want to prostrate before you, who are nuns, either bhikshunis or novices. Some of you are of an age to be our mother, our elder sister, our younger sister, or our daughter. Nevertheless, we know that each of you is the figure of the realized Bodhisattva Avalokiteshvara, because you are all disciples of and the continuation of Avalokiteshvara. We are the Buddha's children and our teacher's disciple. Therefore, you and we are all children of the same family. These three prostrations of respect are to remind us and to remind you of that truth. Let us remember to look at each other as blood sisters and brothers.
Let us protect each other so that each other of us can live fully the beautiful and meaningful life of a monk or a nun. We vow day and night to protect ourselves and to protect you by practicing the precepts and fine manners which have been transmitted to us by the Buddha and our teacher. It is our prayer that you too vow day and night to protect yourselves and to protect us by your observance of the precepts and fine manners which have been transmitted to you. We ask the Buddha, the patriarchs, and our teacher to bear witness to this, our highest aspiration, as we sincerely touch the earth three times before you and before the realized Bodhisattva Avalokiteshvara in you. Chúng tôi là những người nam xuất gia, là những vị tỳ khưu, là những sa di. Có người còn đáng tuổi để làm con quý vị, có người còn đáng tuổi làm em trai quý vị, có người đã đáng tuổi làm anh của quý vị, lại có người đã đáng tuổi làm cha của quý vị. Tuy nhiên, trong mỗi người của chúng tôi đều có bóng dáng của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Sĩ. Bởi vì chúng tôi là đệ tử của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Sĩ và là sự tiếp nối của Phổ Hiền Đại Sĩ. Chúng tôi muốn lạy xuống trước quý vị, những người nữ xuất gia, những vị tỳ khưu ni, những vị sa di ni. Trong quý vị có những người đáng tuổi làm mẹ chúng tôi, có những người đáng tuổi làm chị chúng tôi, lại có những người đáng tuổi làm em gái chúng tôi hoặc làm con gái chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi biết trong mỗi quý vị đều có bóng dáng của Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ. Bởi vì quý vị đều là đệ tử của Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ và là sự tiếp nối của Quan Âm Đại Sĩ. Chúng tôi là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Quý vị cũng đều là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Vì vậy, chúng tôi và quý vị đều là con một nhà, và ba cái lạy cung kính này là để chúng tôi tự nhắc nhở chúng tôi và cũng để nhắc nhở quý vị về sự thật ấy. Chúng ta phải nhớ xem nhau như anh chị em ruột thịt một nhà và phải bảo vệ cho nhau để tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể sống trọn vẹn được suốt đời, cuộc sống đẹp đẽ và có ý nghĩa của một người xuất gia. Chúng tôi nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho chúng tôi và cũng là để bảo hộ cho quý vị bằng giới luật và bằng uy nghi mà chúng tôi đã tiếp nhận được từ Bụt và từ Thầy. Và chúng tôi cũng cầu mong là quý vị cũng phát nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho quý vị và bảo hộ cho chúng tôi bằng sự hành trì những giới luật và những uy nghi mà quý vị đã tiếp nhận. Lạy Bụt, lạy Tổ, lạy Thầy chứng minh cho ước nguyện cao cả của chúng tôi trong giờ phút chúng tôi chí thành lạy xuống ba lần trước quý vị và trước Đức Quan Âm Đại Sĩ có mặt trong mỗi quý vị.
We are nuns, novices, or bhikshunis. Some of us are of an age to be your daughter. Some, your younger sister. Some, your elder sister. And some, your mother. Whichever of these we may be, in each of us there is the figure of the realized Bodhisattva, Avalokiteshvara. Because we are the disciples and the continuation of Avalokiteshvara, we want to prostrate before you who are monks, either bhikshus or novices. Some of you are of an age to be our father, some our elder brother, some our younger brother, and some our son. Whichever of these you may be, we know that in each of you is the figure of the realized Bodhisattva, Samantabhadra, because you are all the disciples of and the continuation of Samantabhadra. We are the Buddha's children and our teacher's disciples. Therefore, as monks and nuns, we are all children of the same family. These three prostrations of respect are to remind us and to remind you of that truth. Let us remember to look at each other as blood brothers and sisters. Let us protect each other so that each one of us can live fully the beautiful and meaningful life of a monk or a nun. We vow day and night to protect ourselves and to protect you by practicing the precepts and fine manners which have been transmitted to us by the Buddha and our teacher. It is our prayer that you too vow day and night to protect yourselves and to protect us by your observance of the precepts and fine manners which have been transmitted to you. We ask the Buddha, the spiritual ancestors, and our teacher to bear witness to this, our highest aspiration, as we very sincerely touch the earth three times before you and before the realized Bodhisattva Samantabhadra in you. Đảnh lễ Đức Phổ Hiền. Chúng tôi là những người nữ xuất gia, là những vị tỳ khưu ni, là những sa di ni, có người còn đáng tuổi làm con gái của quý vị, có người còn đáng tuổi làm em gái quý vị, nhưng cũng có người đã đáng tuổi làm chị của quý vị, lại có người đã đáng tuổi làm mẹ của quý vị. Tuy nhiên, trong mỗi người chúng tôi đều có bóng dáng của Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ. Bởi vì chúng tôi là đệ tử của Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ và là sự tiếp nối của Quan Âm Đại Sĩ, chúng tôi muốn lạy xuống trước quý vị, những người nam xuất gia, những vị tỳ khưu, những vị sa di. Trong quý vị có những người đã đáng tuổi làm cha chúng tôi, có những người đáng tuổi làm anh chúng tôi, lại có những người đáng tuổi làm em trai chúng tôi, và những người mới đáng tuổi làm con trai chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi biết trong mỗi quý vị đều có bóng dáng của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Sĩ. Bởi vì
quý vị đều là đệ tử của Bồ Tát Phổ Hiền Đại Sĩ và là sự tiếp nối của Phổ Hiền Đại Sĩ. Chúng tôi là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Quý vị cũng đều là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Vì vậy, chúng tôi và quý vị đều là con một nhà. Và ba cái lạy cung kính này là để chúng tôi tự nhắc nhở chúng tôi và cũng để nhắc nhở quý vị về sự thật ấy. Chúng ta phải nhớ xem nhau như anh chị em ruột thịt một nhà và phải bảo vệ cho nhau để tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể sống trọn vẹn được suốt đời cuộc sống đẹp đẽ và có ý nghĩa của một người xuất gia. Chúng tôi nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho chúng tôi và cũng là để bảo hộ cho quý vị bằng giới luật và bằng uy nghi mà chúng tôi đã tiếp nhận được từ Bụt và từ Thầy. Và chúng tôi cũng cầu mong là quý vị cũng phải phát nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho quý vị và bảo hộ cho chúng tôi bằng sự hành trì những giới luật và những uy nghi mà quý vị đã tiếp nhận. Lạy Bụt, lạy Tổ, lạy Thầy chứng minh cho ước nguyện cao cả của chúng tôi. Trong giờ phút chúng tôi chí thành lạy xuống ba lần trước quý vị và trước Đức Phổ Hiền Đại Sĩ có mặt trong mỗi quý vị.